Chúa Nhật 24 mùa thường niên 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Suy niệm: Chúa Giêsu trách mắng Phêrô và gọi ông là Satan, nghĩa là quỷ. Trước khi thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu đã vào sa mạc ăn chay, chịu Satan cám dỗ và người đã thắng Satan. Satan đã phải bỏ Chúa Giêsu mà đi. Có thể nói hôm nay Satan mượn con người và tư tưởng của Thánh Phêrô để cám dỗ Chúa Giêsu. Quỷ cám dỗ Chúa Giêsu về điều gì? Thưa, nó muốn Chúa Giêsu không đi vào con đường Thiên Chúa muốn cho người phải đi. Satan mong cho Chúa Giêsu làm khác với sứ mệnh mà Chúa Cha trao cho người thực hiện. Sứ mệnh và con đường Chúa Cha trao đó là Chúa Giêsu phải chịu đau khổ, bị giết chết rồi mới sống lại vinh quang khai mở nước trời. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng cho biết con đường Chúa Giêsu đi cũng chính là con đường người Kitô hữu sẽ đi để đạt được ơn cứu thoát. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Người ta nói thầy là ai? Sau một thời gian hoạt động với những lời giảng, những phép lạ thi ân, Chúa Giêsu muốn nghe biết những ý kiến đồn thổi về người. Người thì bảo là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Thực ra Chúa Giêsu thừa biết dư luận về người. Người đi guốc trong bụng người ta. Thế nhưng Chúa Giêsu muốn hỏi các môn đệ để sau đó Ngài mời gọi các môn đệ tuyên xưng niềm tin của chính họ. Còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đã trả lời rất chính xác. Và trong tin mừng của Thánh sử Matthew chương 16 mà chúng ta nghe vào ngày lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, ông đã tuyên xưng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Với lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu đã khen Phêrô thật có phúc và đặt ông làm đầu hội thánh.
Tin mừng của Thánh Luca cộng đoàn nghe hôm nay chỉ ghi lại cách đơn giản câu trả lời của Phêrô: Thầy là Đấng Kitô. Và Chúa Giêsu cũng không bình luận thêm mà chỉ cấm ngặt các ông không được nói với ai, nghĩa là giữ bí mật về danh xưng này. Đức Kitô trong tiếng Hy Lạp và Đức Mêsia trong tiếng Do Thái có nghĩa là đấng được sức dầu tấn phong để làm vua. Tại sao Chúa Giêsu lại cấm ngặt các ông không được nói với ai? Chúa Giêsu thực sự là vua, nhưng không phải vua theo quan niệm trần thế. Người là vua thống trị cả đất trời sau khi đã trải qua thập hình và cái chết ô nhục. Hay chính xác hơn, như chính Chúa Giêsu cho biết, sau khi người từ cõi chết sống lại. Nhất là sau khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người, thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Người Do Thái chỉ mong tôn Chúa Giêsu làm vua để họ được nhờ. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi quan niệm vua thế tục như vậy. Khi họ xin được ngồi bên tả và bên hữu thầy mình để cai trị người khác. Rất nhiều Kitô hữu cũng vẫn có quan niệm như thế. Theo đạo, theo Chúa để được những mối lợi, mối phúc ở đời này, chứ không hướng tới nước trời ngày sau. Kết thúc đoạn lời Chúa trong tin mừng, chúng ta tuyên xưng: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Mỗi lần nhắc đến tên Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thường cúi đầu để tuyên xưng niềm tin vào quyền năng và tình thương của Người dành cho chúng ta. Rất nhiều dịp khác nữa, như khi kêu cầu lòng thương xót, chúng ta đều tuyên xưng: Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng có thể ta chỉ đọc trên môi miệng, nhưng lời tuyên xưng này lại xa lạ với cuộc sống. Gặp thử thách hay trái ý mình, chúng ta không dễ dàng đón nhận. Tin và kêu cầu lòng thương xót cũng chưa đủ, mà còn phải thực hành lòng thương xót bằng những việc bác ái cho tha nhân. Cụ thể đó là sống 14 điều về việc thương người. Thương xác 7 mối, đó là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách lưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Và thương linh hồn 7 mối, đó là lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ khinh rẻ ta, nhịn kẻ làm mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Câu trả lời của Thánh Phêrô: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Người Kitô hữu còn gọi là tín hữu, nghĩa là có đức tin. Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc 2 cho biết: Không phải có đức tin là đã mãn nguyện, mà đức tin của họ còn phải thể hiện ra bằng việc làm, nếu không chỉ là đức tin chết. Đức tin không việc làm, không hành động cũng giống như một cây chỉ có cành lá xum xuê mà không có quả có trái. Đức tin không việc làm cũng giống như một chiếc đồng hồ vàng đắt tiền mà không chạy, giống như một bóng đèn cao áp đắt tiền bật hoài không cháy sáng. Đức tin chết
cũng tựa như một ngôi nhà khang trang đặt nhiều ảnh tượng về Chúa, về Đức Mẹ và các thánh mà gia đình chẳng bao giờ cùng nhau cầu nguyện. Cụ thể hơn, đức tin chết đó là đức tin của một người mang danh là có đạo, vẫn đến nhà thờ, ngay cả thuộc nhiều kinh, nhưng trong gia đình thì luôn lạnh lùng hoặc cãi vã. Với lối xóm thì ích kỷ, thiếu quảng đại, sẽ chịu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không chỉ mang danh là Kitô hữu, mà còn luôn biết tuyên xưng Chúa chết và sống lại bằng cách đón nhận những hy sinh thập giá trong cuộc đời, đồng thời biết luôn yêu thương, chia sẻ và phục vụ anh chị em, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, cách riêng những ai đang cần đến lòng Chúa xót thương. Amen. Dù đời những trái ngang, theo bước Ngài đi, con vững vàng. Dù đường lắm gai châm, theo bước Ngài đi, con kiếm tìm hạnh phúc cho ngày mai. Theo bước Ngài đi, con kiếm tìm hạnh phúc cho ngày mai.